Trên mạng xã hội, một cô gái xinh đẹp đã đăng tải một đoạn tin với nội dung tuyển người yêu đang gây ra rất nhiều tranh cãi. Theo đó, cô nàng này yêu cầu các chàng trai ứng tuyển phải ở trong độ tuổi từ 18-28 và không có ý định ngoại tình thì đều có cơ hội. Được biết, chủ nhân của trò tuyển người yêu này là một cô gái người Nhật với thân hình vô cùng nóng bỏng. Người được chọn mỗi tháng sẽ được nhận khoảng 400.000 yên tương đương 86 triệu Việt Nam đồng, không phải lo về chi phí ăn uống. Cô gái viết, đây là một công việc bán thời gian tuyệt vời, chỉ cần là đàn ông trong độ tuổi từ 18-28, nếu muốn làm việc hãy gửi hồ sơ cho tôi. Yêu cầu đơn giản không ngoại tình, kể cả không thích làm việc nhà hay đánh bạc cũng không sao, mỗi tháng tôi có thể chu cấp 400.000 yên, tiền ăn ở cũng không cần lo, chúng ta sống cùng nhau. Bài đăng gây tranh cãi của cô gái trẻ. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng khi có rất nhiều chàng trai đã tự nguyện xin ứng tuyển. Điều này đã làm nổ ra cuộc tranh cãi lớn, một phe đồng tình với đoạn quảng cáo nhưng phe còn lại thì lại chỉ trích cô gái quá lố bịch. Tuy vậy, luồng ý kiến thứ hai chiếm số đông hơn rất nhiều. Phần đa mọi người đều cho rằng việc đăng tuyển người yêu như vậy là quá phản cảm, bởi không phải đồng tiền có thể thay thế được tất cả. Thêm vào đó, cô gái cũng không quan trọng người đàn ông đó như thế nào mà chỉ cần không ngoại tình là đủ thì chứng tỏ cô nàng cũng không mấy coi trọng đàn ông cũng như tình yêu. Thời đại bây giờ cứ có tiền là làm gì cũng được vậy hay sao? Đây là kẻ mua người bán chứ yêu đương cái nổi gì? Lố bịch quá thể. Trong mặt mũi cũng có đến nỗi nào mà lại hành động như thế? Làm vậy quá bằng mua người yêu chứ còn gì nữa? Giới trẻ bây giờ suy nghĩ gì lạ vậy, tình yêu có thể mua được như thế hay sao? Nếu anh chàng nào đứng ra ứng tuyển thì chắc là cũng phải xem lại nhân cách thôi. Hiện bài đăng tuyển người yêu của cô gái này vẫn đang là chủ đề được cư dân mạng Twitter bình luận và chia sẻ.